Gì vậy? Thầy ơi, game lỗi. Game lỗi gì nữa rồi? Ủa gì mà game lỗi gì mấy đứa? Vụ gì vậy? Vụ gì vậy? Vụ gì mà game lỗi hết rồi? Check it out tuần 2 nè. Coi có lỗi gì không? Coi. Sao anh em lên rồi. Thấy bình thường mà, đúng rồi, bình thường mà. Để coi có cái gì lạ xảy ra không cơ. Đanh mới luôn. Đây. Có cá dồi đen. Cá dồi đen Black Market nè mấy đứa ơi. Black Market chợ đen. Đây đây đây. Bay liền bay liền. 300. Ê, cái này được à, cái này được nè, này được à. 300 rim. 300 rim. 600, 1K2. 1K2 là sẽ được 4 cái, 2 cái 1 2 3 chứ 3 1K8. Eo ơi, 1K8 là sẽ được 3 cái này. 3 cái ạp và 3 cái won là 1K8 rim. Quá dữ. Quên nữa, chào bé Thiện. Hai anh lần đầu thấy người người like rem đi mail. Eo ơi, đi mail người ta like nhiều lắm mà anh like nhóc chơi nè. Đợi xíu mấy đứa ơi, đang mở cái này để đọc comment nè. Chà. Nè, gái xèo mấy cái mà ngon không nè mấy đứa. 100k food, 4k step. Rồi hello lại mấy đứa nha, mấy đứa comment lại đi rồi chào lại nè. Rồi chào bé Tài luôn. Cá kho tiêu luôn. Đồ ăn giảm giá, nó tóm lại là giảm nhóc trơn nè nè, cái này nè. 300k food, 14k, 14k step. Đó với giá là 379 cành. Rồi 600k food, 30k step nè. Đó cái này sale off 50% luôn nè. Giữ luôn. Rồi chào bé Thiện, chào cá kho tiêu, chào Hùng, Phan Anh. Đi thầy được 2000 một năm rim. Cái gì cái gì cái gì sale đâu, cái gì mà 2000 một năm game, cái gì tùm lum trơn vậy, đâu đang sale cái gì, đâu có thấy gì đâu. Còn gì nữa không để coi coi. Không hết rồi, gồng không à. Ở dưới cùng hả? Ở dưới cùng đâu rồi? 379 cành hả? 379 cành được 215. Cái này nổi không ta? À, dành cho những anh em nào một level 160 hả? Cái này là dành cho mấy anh em đi level 160 đúng không? Thầy có cách nào lấy lại ạc DML khi bấm nhầm remove không? Bấm nhầm remove là hình như mấy đứa remove hết trơn rồi, biết đường đâu lấy. Đó. Bó tay. Rồi, thanh kỳ vé nốt luôn. Một cái chai dầu thơm. Tuyệt vời, tuyệt vời. Cái này là dành cho mấy anh em level 160 hết à.
Hả làm sao? Level 5, level 5, level 7, level 9, level 11, 13, 10. Cái này đâu có cần đâu. Level 20. Thầy không, thầy ơi, chỉ cần cài tới level 20 là nhận được hết. À vậy đó hả? Ok, cái này cũng ngon nè mấy đứa ơi, ngon cơm nè. Eo ơi, cái này ngon cơm nè mấy anh em. Bỏ ra có 300 379 cành thôi mà lấy được 201, còn dữ hơn con sò nữa. Cái này là gấp gấp sò luôn rồi mấy đứa ơi, sò này là dữ rồi, cái này dữ nè. Eo ơi. Đang đấu tranh tư tưởng dữ lắm luôn đây nè, sale tài ơi. Tê ánh sáng, chùm chùm tê ánh sáng nè, chùm tê ánh sáng nó bay luôn, nó sale luôn. Còn gì nữa nè, đây đây đây, ly ha tho nè nè, mới nhắc ha tho nè, ha tho dứt luôn. Eo ơi, con ly nó sale còn rẻ hơn con ha tho đó nè mấy đứa. Đây nè, con ly là có 3K1 à, mà ha tho 3K2. Trời ơi, thua na cha nữa nè. Bó tay ly gì đâu mà ghét, ly ghẻ bèo luôn. Chùm bánh sáng mà nó làm còn hơn là ở ngoài dạng như bụi cây bụi chuối nữa. Mấy anh em ơi, cho thầy một tim mấy anh em ơi. Cho tim, cho thầy một tim nha. Nhớ ăn một ăn ăn tim vô mấy đứa ơi, cho đỡ rồi. Cho nhiều anh em lên xem mới được anh em ơi. Rồi cho một tim một xe gì nha, để coi có gì thì xe bài like tiếp nha anh em ơi. Còn cái gì nữa không, còn cái gì mới lạ đâu mấy đứa, còn cái vấn đề gì mới lạ nó sẵn nói luôn đi. Đây nè, chùm nè, chùm là chùm tùm lum tùm la hết trơn nè, sale nghĩ cỡ chấn động luôn, sale chấn động mà ai mà đi bay mấy con này chi bán chùm đó anh. Em vừa múc con ly, múc con ly luôn hả? Ôi múc con ly luôn dữ. Đây nè, chấn động luôn rồi. Ai đâu mà đi bay con này chi ổn. Bay là bay con ly. Đây nè, ly nè, bay là phải bay con ly liền nè mấy đứa ơi. Con ly chỉ có 3K1 cành thôi, quá trời bèo luôn. Quá bèo, quá bèo. Mà nó ngon luôn. Nghĩ như sao, chùm ánh sáng gì mà nó còn bao nhiêu à. Quá bèo, quá đã. Chỉ có một tuần thôi mấy đứa ơi, một tuần thôi là nó xuất hiện trong một tuần này thôi à. 6 ngày 22 giờ nữa kết thúc nè. Ok, quên nữa, ở đây còn gì nữa, vô bay lẹ lẹ coi. Eo ơi, tựa lưa dưa hết trơn. Đây vé, đây vé này, trước tiên là tính vé trước thì tính gì tính. Không có lúa thầy ơi, không có lúa thì biết sao đây, thầy cũng đắn đo lắm mấy đứa ơi. Cái vụ mà 379 cành mà 2K1 rim là ngon, quá ngon mấy đứa. Cái đó là đang ngon luôn á. Đang coi like nó giới thiệu cái gương. Còn về vé đanh kìa thầy, đi vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, vô đây, đanh đanh, trong đanh có vé tiếp nha, trong đanh chúng ta sẽ có vé tiếp luôn. Ai Inri nữa nè, ô tăng nè, tăng một cái habitat liền nè, dứt cái habitat liền nha, dứt một cái habitat liền nha. Rồi tiếp tục là ở đây được 5 vé nữa nha mấy đứa, 5 vé. Sao thầy còn 50 mil vậy? Bữa hổm nâng rồi, bữa hổm nâng con ấy lên level 120 rồi, nâng nâng con tê lên level 120 á, bữa thầy nâng con tê lên level 120 rồi. Hello Mugat luôn, nãy mở 40 vé được 44 cái hiệu hiệu, cái 379k chơi làm sao nhận được? Ly là con chùm A ngon nhất rồi đó bạn, đúng rồi. Con ly là chùm A ngon nhất rồi. Quên nữa Phan Anh ơi, cái 379 cành là mình đi giết hả? Đi cái gì vậy? Đi giết không? 379 cành đó là đi giết không? Thầy coi bộ
Thầy coi đội hình thầy đi. Thầy coi đội hình thầy đi là sao? Dạ không cần anh, cài liver thôi. Cài liver rồi người chơi mình đó hả? Vậy là quá ngon rồi mấy anh em, cài liver người chơi mình quá ngon rồi. Đó, người chơi của mình nè, mấy đứa chỉ cần mà tải game về cái chơi tới level 20 rồi nhận 2K1 game. Đậu phộng luôn. Ốc nổi. Quá đã. Level 160 rồi cài kiểu gì? Level 160 cài chi nữa, chỉ cần mà anh bay một cái là dứt luôn à, chỉ cần anh bay là dứt được liền. Chỉ cần bay là dứt đó. 2K1, đúng rồi, 2K1 kim cương nha, chỉ có giá có 379 cành nè mấy đứa. 379 cành mà lấy 2K1 kim cương thì mấy đứa tính đi. Quá tàn, nó ngon luôn rồi. Rồi nghe, ai suy nghĩ thì suy nghĩ cho kỹ nghe, chỉ cho xuất hiện trong vòng có 7 ngày thôi đó. Đây coi nè, trở lại cho mấy anh em xem. Chapter 2 anh bốc 5 vé tiếp tục nữa. Ôi chưa gì đã được 200 rồi. 200 vé. My turn. Hồi đó chơi cực khổ, giờ nó sale như sắp sập. Không đâu, cái này là cái chiêu VR của gái nữa nè, không phải giỡn đâu mấy đứa. Gái VR càng dữ đó, bởi vì mấy đứa thấy càng ngày người ta trở lại đi mail nhiều dữ lắm luôn đó. Là nó làm cái kiểu này biết sao không? Để những cái người mới á, người ta sẽ có thể có được cái con chùm bằng cái cách mà chúng ta mà người ta bay bỏ lại bù lại cái thời gian mà người ta không có chơi giống như mình. Cũng như mình cài nguyên một cái khoảng thời gian dài như thầy đi thì có không nói gì. Mà cái mấy đứa nói là biết nào cài được như thầy, mà bây giờ tự nhiên nó sale liền, nó sale sập sàn chỗ đó đó mấy đứa. Đó là nó bắt buộc chúng ta mấy đứa newbie là dứt liền là có liền luôn. Ngon hơn đó, bởi vì mới nói đó. Phan Anh nó trả lời chị thấy chưa, phải giỡn đâu, gái trời, gái nó tính làm sao mà mình tính lại gái được mấy đứa. Ơi rồi, hello bé Hào luôn. Sự kiện này thầy được con tơi chưa? Tè hiện tại tích được là 666 rồi nè, 3 số 6 ta lên mạnh nè mấy đứa. Chỉ còn có 344 nữa thôi. Phải không ta? Ồ, 3 3 334 nữa. 334 ta lên mạnh nữa thôi là sẽ đẩy được một con tơi rồi đó. Bây giờ vào cái này luôn đi, tính gì tính. Em mới đi trà đồ nhóm. Khứa Dubai rồi, thanh kiệm bé mon luôn, một trái tim. Cảm ơn bé mon rất nhiều luôn, được một trái tim. Nãy giờ bé mon với lại ai? À, bé mon và bé nót. À, thanh kiệm bé mon luôn, được một một cái vòng tay nữa. Cảm ơn em rất nhiều. Đây chúng ta tiến vào nha. Ơi mấy đứa ơi, khi mà nó đã rì 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 reset lại cái tuần 2 thì mấy đứa nhớ gán đánh đanh nha. Đánh đanh để lấy chúng ta lấy con gồng đanh. Con gồng đanh nó mới khổ, mới đỡ khổ mấy đứa ơi. Không có gồng đanh là rồi luôn. Em không nợ AB Vorem thầy ơi. Mua gas không nợ AB hả? 45 anh em xem rồi kìa, ai chưa có follow kênh cho anh một follow kênh nha. Mấy anh em ơi, nhớ cho bên nhớ thả thả tim vô với lại. Mới có 1K8 thôi mấy đứa ơi. 1K8 tim thôi. Mấy anh em thả nhiều mới có tương tác là được. Thầy không đọc comment em, chưa chưa kịp đọc quá em ơi. Từ từ đọc hết, gặp là đọc liền. À, em không biết nợ B thầy. Em gì thiếu gì ạ? Em thiếu gì? Em không biết nợ B. Rồi sao nữa, không biết nợ B rồi sao? Thôi bye thầy nha. Ok, bye bye bé Thiện luôn. À thầy lâu lâu gái nó cho sò 49 nô hết rồi. Không bao giờ còn sò những 49 cành nữa mấy đứa ơi.
Gái giờ nó không có để thầy sò bún chín cành nữa đâu. Gái giờ chết chết lắm. Đúng rồi, trong sự kiện này có thể lấy ba con. Có thể ba con, và nếu mà mấy đứa xin và mấy đứa có tham là lấy chùm luôn vẫn được. Mấy đứa lấy chùm luôn được luôn nữa, chứ không phải là chỉ ba con đâu không. Có tham là chùm hết luôn á. Biết chấp 2 khó gấp đôi chấp 1. Ủa fix tỷ lệ nữa hay giờ fix cái gì lại nữa hay gì mà khó dữ hả? Chấp 1 nó khó ăn rồi mà chấp 2 còn khó ăn nữa hả? Cái này là tính tiệt đường của người chơi luôn hay gì tàn. Không thầy khó ăn năm gương. À khó ăn năm gương nữa hả? Ừ thật sự lâu khó là ý nó là đi lâu lắm luôn mới gặp một cái gương xuất hiện. Mấy đứa có để ý không biết nữa. Đây 595 34 một ca chín tim rồi, một ca chín tim rồi mấy anh em ơi. Là NAB sao? NAB sao hả? Hết tuần này em hai con, xong hết sự kiện thêm một con. Vậy là im quá rồi gì nữa. Newbie mà chúng ta bây giờ lấy hai con tê là quá ngon rồi. Ngon bổ ghẻ luôn mấy đứa ơi, quá im. Cái gì chưa gì được cái gương não trơn đẩy hai vé rồi bảy ba vé luôn. Chưa được cái gì hết trơn đẩy ba vé ra là thấy thôi rồi nữa rồi đó. Thôi rồi lượm ơi. Gán cài đi lấy chùm với tôi. Đó Phan Anh nó cài chay đó mà bây giờ thấy được. Xong một con rồi đó mấy đứa. Mới đây mà lấy được con rồi đó, con tê đó. Con tê đầu rồi đó. Quá ngon đợt này, quá ngon rồi Phan Anh đợt này ấm ấm cúng rồi. Rồi, Thanh Kiều Siki luôn, một cái GG nha, Thanh Kiều Siki. Em đang mở 326 vé cũ rồi còn 200 mấy cái chưa mở nó xong mắt luôn. Trời ơi công nhận đầu tiên nó dở. Đã mấy ngày nay nó đi nói lại cái vụ mà mở vé rồi là trong một tuần là mấy đứa phải mở trong một tuần, làm sao mà để tuần thứ hai được. Tự nhiên mắc 300 mấy vé, trời ủ thiệt chứ. Đã nhắc đi nhắc lại rồi cái series á, series thì nó ủa lộn. Cái gì? Amulet nó không mắc, còn vé là mắc hết nha. Trời ơi sao mà dở dữ trời. Trong đó là ngày nào livestream của nó cái vụ là mở vé nha, canh tranh thủ mở vé. Ý là ngày hôm qua như còn nói nữa, tranh thủ mở trước 7 giờ tối nay. Mà không chịu mở. Rồi bé quyết lên hả? Thanh Kiều Soda luôn, trái tim với lại một cái vòng. Cảm ơn Soda rất nhiều. Chàng ơi tức thiệt là tức. Cách đánh đanh với để dành khoảng 300 rim để skip đanh là được. Review Odin đi thầy. Sao biết game gác vậy? Không sao đâu, cho nó bay màu rồi mấy đứa ơi, kể đi nó comment nó, đứa nào comment hơi khơi là mình cho nó bay màu. Đã. Mới thầy mới cho nó bay màu mấy đứa yên tâm đừng có la.
Mình ở đây mình cho nó bay màu thì ải lắm. Ủa thôi mấy người vậy nên cho họ bay đi, đúng rồi cho nó bay đi mất công lắm. Trời ơi mấy mấy cái đó nó ngu lắm, mấy đứa nó ngu như trâu vậy đó. Avatar chàng này gì, con đi theo mạnh không thầy, đi theo mạnh nha em, đi theo cũng êm lắm á. Rồi thanh kiều Siki luôn, một cái thả tim, một cái thả tim, 32 anh em mà ta ơi. Chắc chơi sự kiện không được con rồng nào nên chửi game, đúng rồi chơi dở mà còn mày đặt la làng. 2K4 tim rồi mấy anh em ơi, tim lên anh em ơi, nó làm vậy nghĩ mình ngầu quá. Ừ ngu như trâu nó mày đặt. Game này là chúng ta cần có phải cái gì thì quên này, kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm chứ không phải giỡn giỡn đâu. Ơi mấy đứa ơi, có ai mở chưa, có ai mở vé gì chưa, có được cái 10 nào chưa? Èo ơi còn có một đúng rồi cái gương này tính mới, giờ nói cái vụ gương hiện luôn rồi. Đội hình mạnh cho newbie gồm con gì vậy thầy? Đội hình mạnh hả? Newbie mà newbie như thế nào bây giờ nè? Nếu mà newbie bình thường thôi, newbie mà mới chơi luôn hả? Bây giờ nè, bây giờ nói tóm lại newbie mới chơi á, làm sao trong ba con mấy đứa là phải có từ 8 nguyên tố trở lên, nói vậy là mấy đứa tự hiểu sắp xếp đi. Hỏi tôi nè, đừng hỏi thầy. Ừ hỏi thầy, thầy có khi cũng không biết đường đâu. Đó thầy chỉ nói làm sao đừng có gãy nguyên tố là được rồi đó. Xong sự kiện này anh tạo ạc mới chơi đi anh. Xong sự kiện này hả? Trời ơi tạo ạc mới lại không biết tới nào nè. Ok để anh tạo cho. Ý gì gãy vậy ta, 4/5 rồi, 6 điểm, 4 điểm. Ai còn khiên, đúng rồi còn khiên, còn khiên đèo ơi, chút xíu nó cũng cù đèo rồi. Hên quá, lên đây cái kiếm cái này cái coi không gì nè. Đúng rồi đúng rồi đó, đúng rồi đó đó đó, thêm được miếng nữa, đúng rồi phút lên gán kiếm thêm cái gương cuối luôn, cái gương cuối nữa, gương cuối xuất hiện đi mà. Èo ơi thấy vừa mấy đứa mới thấy đứa, mấy đứa thấy chưa cái gương cuối hả gái đó đó, ốc nổi chưa, rồi ba vé luôn, gán đến nổi mà cái gương cuối không nổi luôn nè. Eo ơi bó bài đây đây đây, phải quyết lấy cho bằng được. Con Stardust khó lấy hơn con rồng tháng một hit bực vậy. Ủa con Stardust dễ lai like mà, có một gác mà, Stardust có một gác rồi mấy đứa. Đi theo nhiêu mảnh nè à? Quên đi theo hả? Chưa chưa chưa, đợi xíu mấy đứa ơi. Ý ý ý ý ý rồi luôn, ngẫm rồi cũng đèo rồi, rồi chưa chưa quên, nó quên kiểm tra đi theo như mảnh nữa rồi. Đợi xíu anh em ơi. Một gác nào nó ra con gác không? Nó ra con gác không à? Lê Hào với lại thằng Quyết sao mà hai đứa avatar chung với nhau vậy? Thôi em đi làm sự kiện tiếp đây mà em vẫn nghe thầy nói. Rồi mua gác đi, đi mua gác ơi, nhưng mà đừng có đi luôn nghe. Nghe nghe, ở lại nghe nha. Gì ta?
Ơi khó thiệt luôn á, khó thiệt luôn á anh em, đúng rồi nè, đi gì đâu mà thấy không có ra, không có ra cái gương gì hết trơn á. À chưa gì hết ra ba vé nữa rồi kìa. Tèo ơi không được, cố gắng lên, cố gắng lên. Hai thằng đó yêu nhau đó. Ý tưởng lớn gặp nhau. Ok. Rồi. À, 11. 11 phải 11. 11 kịp không ta? Đây đây qua đây. Ai được nha, đúng rồi, 1 điểm. 5/5. Tuần sau anh em cài gán xem quảng cáo của vòng quay may mắn nha. Tuần sau có cái gì mà xem quảng cáo vòng quay may mắn dữ à? Tuần tuần này thầy ạ. À, tuần này trời ơi. Xin lỗi Èo ơi, sao cái này dí cái Tết là thằng Phan Anh ơi. Cái kiểu này là mắt này cũng bèo luôn rồi Phan Anh ơi. Nhỏ ghi tuần này mà sao đọc ra tuần sau được ta? Tỷ lệ nó ra vé thấp quá, đúng rồi. Vì còn có 28 em vậy nè. Mấy anh em ơi, mấy anh em đi mail đâu mất tiêu hết trơn rồi. Đi bỏ thầy hết rồi. Rồi 10. Ghét cái vụ mà 10 này quá à. Vụ 10 lúc nào này cũng banh hết trơn á mấy đứa nè. Lúc nào cũng bị banh ở chỗ 10 này hết trơn. Mệt quá. Lấy vé cho nó xong mẹ luôn. Thầy biết cái mẫu mà nó đẹp trai chứ phải cục đá không biết buồn. À, không biết, chưa biết cái đó nữa. Một một ca mảnh được một con, đúng rồi, một 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 ca là một ca, nhưng mà nếu mà em lấy một ca mà em đợi nó đang sale con nào đó thì em dứt lô là đúng rồi đó, được một ca được một con đó. Nãy giờ mới coi được. Ủa vụ gì bé nốt nãy giờ đi đâu vậy? Ý sai lầm tuổi trẻ nữa rồi, nhưng mà cũng đỡ. Ừ, phút có phút lại được rồi, đỡ rồi. À, mạng lắc coi không được thầy ơi, giờ có cách nào có 1K3 rim mà. Èo ơi, nó hỏi công nhận thiệt chứ cái câu hỏi này quá trời hay luôn á. Có cách nào mà có 3K1 mà không không tốn không 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 tốn lúa? Ốc nổi không có hỏi câu hỏi kìa. Đó, thầy ơi mở gương thứ thứ hai em mở ra con. Ờ gì quá im rồi, quá im mà Nhật Nam đi đanh phong, đi đanh phong. Ờ đi đanh mà mở ra được gồng đanh là quá ngon luôn. Chỉ mới gương thứ hai mà lấy được gồng đanh. Phải nói là quá đã, quá xa đã. Đi gặp thầy huấn chỉ cách cho. Rồi, cái này chính là cái xét cúm cùi nha. Và hết xét nha anh em. Hết xét rồi đi được liver 12 rầu. Liver 12 nha.
còn một gương nữa thôi. Xuất hiện luôn đi cho anh em chúng ta đỡ coi. Ý là định nợ bơi cái kia 2K1, đúng rồi, còn thiếu 1K lặn. Không thì bay gói 379. Lỡ đổi con đầu giờ con 2 sao muốn lấy hạ con 2 rơi không được. Đã nói lỡ rồi thì bây giờ chúng ta phải gắng cố gắng để lấy được con đầu luôn. Cho mấy đứa đừng có ham, cuối cùng ham mỗi con một mớ rồi là không được con nào luôn nha. Nói trước thấy nó sale thấy ham cuối cùng là mỗi con mớ rồi không được con nào luôn, xong phim xong sự kiện lấy được con đi theo. Đây để con đi theo nha. Ê 384 rồi mấy đứa ơi, đi theo 384 thầy like đi email đi. Ủa đang like đi email mà ta, sao thầy nhiều thẻ nhanh vậy thầy? Ồ phải đi vậy mới được chứ, phải đi vậy mới được. 38 anh em kìa, mỗi đứa cho thầy một team nha, với lại một xe mấy đứa ơi. Rồi hết rồi, được 33, được 33 vé nha, và đi theo đó được là 384/500 luôn. Sắp sửa có con đi theo nha, đi theo. Đi theo theo. Phải có tê đánh đanh mới được nhiều, đúng rồi. Lấy được cái con rồng đánh đanh á, con rồng đanh á là lúc đó là đi mới được 50 điểm nha. Game này online ha anh, đúng rồi Tú em ơi, game này online nha em. Rồi anh em nào mới tới kênh thì cho thầy một follow kênh nha. Bây giờ thì chúng ta tiến vào đanh thôi. Tiến vào đanh đây. Rồi hello baby luôn. Shop nó đang sale, đúng rồi, thấy rồi luôn, shop đang sale chùm ánh sáng rồi mấy đứa ơi, thấy rồi luôn. Quá dữ dằn. Chùm ánh sáng chỉ có 3K1 thôi. Mà cái con tê ánh sáng á thì 3K2 mấy. 2K1 rim chơi kiểu gì vậy thầy? 2K1 á là em phải bay là phải bỏ ra 379 cành. Mấy đứa bạn bỏ ra 379 cành rồi mấy đứa chơi tới level 20 là sẽ nhận được. Nhưng mà đa số chúng ta sẽ nhận được hết rồi, tại vì chúng ta đã chơi level 20 hết rồi. Newbie cũng nhận được nữa. Chơi chút xíu lên tới level 20 rồi. Chơi xíu được level 20 rồi mấy đứa à. Quay á đạt. Gì vậy? Game này giống City mà rồng bên này, đúng rồi, rồng đây đẹp hơn City nhiều nha. Là đủ level là nhận được, đúng rồi, hiện tại level mấy đứa đã trên 20 hết trơn là nhận được hết rồi. Đi tới đâu rồi? Em đi được level 12 rồi đó chị Helen ơi. Level 12 rồi nha chị. Thầy ơi nên bay cái gì bé Win, đừng có comment nhiều quá nha, comment nhiều quá bam là cho đi luôn đó nha. Comment bam là cho vĩnh viễn luôn đó, đi luôn đó. Nên bay team của tài thường dân là sao, nên nói cái gì Siri bình thường, cái đó là tùy theo bé Win thôi nha. Sự kiện nào thế tài ơi chị hay lành thanh kiều chị luôn nghe, bảy chai nước hoa, 3 chai nước hoa. 9 chai nước hoa. Chị hơi lạnh lên. Mấy đứa mà thấy dấu hiệu, mà thấy nhiều dấu hiệu mà đạt nhiệm vụ mà chị hơi lạnh đó lên rồi đó. Chị đi tới mấy rồi, chị đi tới mấy rồi nghe, chứ ở đây là Phan Anh nó lấy được cái con rồng rồi kìa, Phan Anh nó lấy được con Venom rồi đó. VIP quá. Phan Anh giờ nó đi trước chị rồi chị ơi. Mỗi lần chị hay lành lên là thầy có cơm ăn. Hẳn hủy nốt để làm như thầy đói. Làm sao vẫn có gì vậy?
bắn gì cho ngon nó về, tao tắt cái này nó làm vậy đó, ấn lại đây, ấn cho nó chạy mà nè, chạy nè bình thường nè. Bài hát rồi lại coi bà nghe cổ cái gì rồi đó, bình thường rồi đó. Ở đây thì đây sao nóng giờ, bắt cho nó coi để nhà đó, chừng cái máy này nó sắp nổ nè nghe. Ừ, mà bấm hồi nó nổ đó, chuẩn bị đó nghe. Thầy bị mẹ ganh. À, em ốp game giờ em mới quay lại game nè. Vậy hả bé Hào? Ok, chào mừng em đã trở lại. Con đi theo chị được. Ê, cái gì? Cái gì vậy bà? Thánh thằng ơi, ta đi cái tuần nay mới được 384 mảnh, bà đi mới đây 370 mảnh. Ờ, à, đất ơi, bà đi kiểu gì dữ rồi trời. Thầy nói nổ nghe. Buôn lửa hả anh? Ờ, à, buôn lửa nè, là Thịnh buôn lửa mà sao thấy bèo quá à? Thầy cài gấp đôi em luôn. Em mới có... Ủa 384 hay 348 mấy đứa quên nữa, coi lại coi. Mới nãy là 348 hay 84? Đi theo nằm ở đâu quên rồi ta. 384 đúng rồi. Không ngờ AAB em không bao giờ tin. Nếu chị cho coi đúng thì... em cho Phúc cái gì đó, nếu mà chị coi đúng cho đúng thì mày cho tao cái gì kìa Phan Anh. Phan Anh cái này nó không cho em gì hết trơn rồi chị ơi. Phan Anh á, buôn lửa gì đâu mà quên nữa trời. Buôn lửa thì thôi, mới nãy lấy con mô liêm vô cũng được. Bó tài. Buôn lửa thì em đá con tê cho Osiris. Để lúa có thiếu talet còn bù kịp thầy ơi. Trời ơi mày đi như ba tay gì đó, mới đây mà mày lấy con tê mất tiêu của người ta rồi. Đi như ba tay đi mà gọi là kiểu mà đi chai luôn á, nó đi chai mà nó lấy được con chùm tê luôn nè mấy đứa. Anh đưa mô liêm vô khác gì anh chơi được tí rồi bỏ game đó. Anh nói gì thôi, anh không có để vô đâu, anh để mô liêm vô anh không biết đường đánh. Em bị hút mấy cái sự kiện tê rồi tiếp tục mắc lại sai lầm, không chơi tê mà chơi một đời thì khó. Ủa con tê lá lửa không liên, đúng rồi, con tê lá lửa là cái tầng cuối, là cái tầng mà mấy đứa lấy mấy cái talent mạnh nó bù lại những cái con ba con đầu đó mấy đứa. Ba con đầu mấy đứa thiếu là cái tầng cuối, chúng ta sẽ lấy cái tầng cuối đắp lại mấy con đó đó. Tại vì cái con tầng cuối nó không có liên quan gì với cái con ấy thì chúng ta lấy con đi theo mà. Đó nó im ở chỗ đó đó. Không có liên quan vô nha. Chơi tơi mà chơi một đơi thì khó, không chơi tơi mà chơi một đơi đúng rồi. Con tơi nó chỉ bảo vệ thôi, con tơi nó bảo vệ với lại nó thu hút mục tiêu. Ba con này nè, em thấy không, ba con địch nó sẽ đánh vào cái con mà được bút tơi thôi. Hiểu chưa? Đó, con nào bút tơi nó sẽ đánh vào con nó thôi à. Muốn tải game lại làm nó ăn hết 10 GB. Trời ơi. Tê voi mạnh mà lấy không được chắc tê lửa. Tê có kháng hiệu ứng xấu nữa. Nó kháng hiệu ứng xấu gì đâu, nó cũng bị cái kiểu mà phá mỏ, nó bị kiểu phá mỏ hoài à. Lâu rồi mới coi anh, em là mét 8. Ồ mét 8 cái này mất tiêu luôn ha. Vậy em mà có con tê em chấp đám đành luôn. Không phải đâu nghe. Không, em đừng có nói như vậy, đành chúng ta đánh không lại nó đâu. Đành nó mạnh dữ lắm em ơi.
Em đừng có ra vẽ trước mặt nó. Chúng chủ yếu đi đanh là chúng ta ghé. Chúng ta đi đanh chủ yếu là chúng ta cố gắng lấy step càng ngày càng nhiều càng tốt thôi, chứ em nó không kháo nổi đâu, nó mạnh dữ lắm. Đanh nó là hiện thân của gái đó mấy đứa, đanh là hiện thân của gái nha. Đanh nó dữ dằn lắm. Gồng ta có giới hạn, còn nó là đúng rồi đó, còn nó là dạng như là bất tử đó. Nó sẽ xuất hiện hoài 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 luôn. Cái gì trời ơi, mỗi lần nó cập nhật đợt này là bấm cái này coi khó quá. Ủa quên, eo ơi, gu ngủ mất tiêu bởi vì nó làm sao. À, giải cái này trước đi, giải độc gan cái này trước, cái tính gì tính vô đó, hên quá, giải độc cũng được. Hôm nay là ngày thứ ba chị chơi game lại á, bởi vì mới có 3 ngày mà chị lấy con đi theo 370 mảnh, mà trong khi đó em cài cái tầng lễ đúng luôn có 384 mảnh nè. Công bằng ở đâu? Nội tại gồng tê mạnh không anh? Nó tóm lại là gồng tê nó cũng mạnh nha em, nó mạnh như gồng ai vậy đó, nó cũng có đam 90, đam 89 và đam 88 đó, nó có đầy đủ. Công bằng ở NAB. Không, đợt này hình như là chỉ cà chai rồi mấy đứa. Cái gì đây? Cài kiểu gì vậy? Em đây thức khuya dậy sớm mà một tuần cũng được có 4-20. Chị đã nói biết cách chơi Rift là được 10 gương không à. Bữa hổm chị có nói với anh rồi, chị nói là Rift anh đi không có đúng. Chị có chỉ anh cái đi Rift mà chị nói là Rift á, anh đi không có đúng. Mà anh nói là cái Rift nó có 9 ô thôi chứ nhiều đó, nhưng mà chị nói là trong cái grid đó, nó có một giống như là nó phải dạng như là cái kiểu mà sao ta, nó tự tự như là cái vụ mà giải ruby gì đó mấy đứa, ruby rubik gì đó đó, nó có cái mẹo mẹo làm sao mà không biết đường, nó có cái mẹo trong cái grid đó. Mấy đứa mà biết được cái mẹo của nó là mấy đứa đi như chị hay lành vậy đó, là đi ngon cơm luôn đó mấy đứa. Cái này em chịu, chỉ em với chỉ thầy, thầy không hiểu đâu. Chỉ là có chỉ đòi chị chỉ cho anh nè, là chị hay lành chỉ cho anh mà anh không có biết đường, anh không có biết đường với anh mới không đi. Chứ nếu mà anh mà biết rồi bây giờ là anh cũng đi cái mấy trăm luôn rồi đó, mấy trăm mảnh rồi đó mấy đứa, 500 lượm luôn con rồng luôn rồi. Thôi mà nói tóm lại là chị đừng chỉ. Mẹ ơi dạy con với, đừng dạy gì hết chị ơi, đừng dạy cho tụi nó. Chỉ em với chị. No, đừng chỉ chị ơi. Trong viết chỉ lâu lâu mới được level 1. Một level 10 gương thôi mà. Thì bởi vậy mới nói là trong đó nó sẽ có một cái mẹo để chúng ta lấy được 10 luôn. Phải giỡn đâu. Nó cũng cần phải có cái này nữa nè. Không phải giỡn nha mấy đứa. Con A bút gì vậy thầy, còn D nữa. Mẹo gì chơi thì ráng chịu đi. Đây ta đây còn không biết nữa làm sao mà cắt mi biết được. Thầy đây mà biết là cần bây giờ lấy được con 500 luôn rồi. Trong game là ai gì ai quy ngoài đời. Ai thiếu à. Cài KO để tối em bợ
Trời ơi, mày nói hoài luôn á Thịnh, mà nói từ hôm qua tới nay luôn mà cuối cùng chất quớt bữa nay mắc hết trơn, biết nhiêu vé không Thịnh? Nói kia mày vô cái ơi quên ngủ sáng dậy làm sửa soạn không kịp. Vô trong trường thì không có wifi, bị giám thị bắt điện thoại, ôi đủ thứ lý do hết trơn luôn. Bó tay. Rồi Thanh Kiều Siki luôn. Ủa Siki tặng gì vậy? Siki tặng gì thấy lạ lạ quá ta. Buôn lửa ha ha, lụm 5 phút được 17 xu nè. Trời ơi bé Nam. Bé Nam hay quá đi. Thanh Kiều bé Nam. Bé Nam tội nghiệp bé. Tội nghiệp đợi tôi nó lấy nãy giờ. Rồi Thanh Kiều bé Tho luôn, Thanh Kiều bé Tho follow kênh luôn nghe. Anh em nào chưa có follow kênh cho thầy một follow kênh mấy đứa ơi. 5K1 tim rồi mấy đứa ơi, cố gắng lên 10K tim mấy đứa ơi. Chỉ thầy không hiểu thầy cản người ta chỉ chúng em chứ làm sao, không cản sao được. Chỉ còn cùi hơn ta làm sao, còn mới bay hơn thầy sao được. Thôi đừng chỉ cài đó chứ không không có bay và không có gì đó đâu nhé. Đúng không, cái này thì thầy nói thiệt là chỉ không có bay mấy đứa ơi, chỉ không có bay vô. Nếu mà chỉ bay là biết liền à, chỉ nói là chỉ cài đó. Nhưng mà chỉ biết cái mẹo của đi Git, mình không biết trong Git nó có cái mẹo mà nó mấy đứa, nó đi giống như gọi gọi như nôm na như mình gọi là cái thuật toán đó. Cái thuật toán đó mấy đứa, nói vậy là mấy đứa hiểu rồi đó, là đi Git nó có cái đó nữa đó. Bữa hổm chị nói gì nè, không biết nói làm sao cho chỉ ra chỉ cưng nữa, không lẽ quay video mà nó thôi đừng chỉ thôi không được, tối đi chị gì tố đi chị, không quan quan trọng gì vậy? Một liver read không thì làm sao được một được 10 gương được, trời cái đó ai biết đâu. Chỉ em đi chị, ghê quá trời, kêu chị lý lịa hết trơn rồi kìa. Rồi chào bé Thiện luôn. Đừng có chỉ chị ơi, đừng có chỉ gì hết trơn á. Đi lần nào cũng tối đa. Rồi Thanh Kiều Việt Nam luôn, được 2 bông hoa cuối cùng phải không? Có mẹo hay phải học, no. Ủa gì kỳ vậy trời ơi, con đắc chưa gì hết muốn ngủm của đèo rồi kìa, nó bị cái gì con quỷ này nó có súp mấy đứa ơi, nãy giờ quên nữa. Tức thiệt luôn á, thầy gì kỳ không dạy học sinh, không cho người ta dạy luôn. Thôi không được đi, mấy đứa biết nhiều quá bởi lum la hết trơn, học trò hơn thầy là lớp học hạnh phúc. Mấy bữa anh cãi với chị á, anh nói á, em đi cũng y gan như chị thôi à, tại vì nó có 9 cái ô vuông à, thì đi lên xuống qua lại lên xuống qua lại thôi chứ nhiều. Mà chị nói là anh đi không đúng, anh nói làm sao không đúng thì anh cũng lấy được có 5 gương trên 5 gương, 4 trên 5, 5 trên 5 gì đó, rồi 3 trên 5 gì đó lấy bình thường. Chị nói em đi không đúng hoài, nói anh đi không đúng bó tay. Rồi cái tự nhiên bữa nay cái ba đùng ra ba nói đi theo 370, trời ơi đi kiểu gì trời, không có chiêu nước để bút. Đúng rồi, không có nước luôn nè, không có nước gừng chỉ còn đam lá cháy khô, là cả lớp sớm hội chợ. Thầy hú mẹ hê lanh 6.6 về Việt Nam ăn cưới bé đi. Ủa 6 tháng 6 này là cái gì Minh Chuân, là mày cưới vợ hay là mày lấy chồng? Minh Chuân cưng cưới vợ hay là cưng đi lấy chồng? Lấy chồng, trời đất ơi lấy chồng. Thiệt không trời, làm thầy hoang mang quá vậy Minh Chuân.
Nát tim. Ê, con này có mà. Đấy, lên được xíu. Ôi, xíu rồi, xíu rồi. Quên nó tàn rồi. Đắt vô mấy đứa ơi. Đắt gì vô mới được. Giỡn chi trời, trên YouTube có chỉ nè. Có chỉ hả? Kìa, YouTube có chỉ gì kìa mấy đứa ơi. YouTube có chỉ gì vậy mon, bé mon. Ồ, sống lại hạnh phúc lại liền rồi nè. Đặt vô. Không biết game ra hệ gì tiếp theo nhỉ? Ê, được 10k tim rồi anh em à. Thank you anh em rất nhiều nha. 10k tim mời mong là nó sẽ đề xuất cái kênh cho... Chưa kịp cái gì nói đề xuất cái kênh cái ngủm của đèo con này luôn rồi. Cái gì bèo chàng bó tay. Này được nhiêu rồi. Mới có 41 co là ngẫm chơi người ta ơi. Chiến lần đầu mới 41 co là ngẫm chơi rồi. Đám cưới con gái mẹ nè. Tiếc vậy lắm không biết game ra hệ gì tiếp theo nhỉ. Hệ ếch. Kem chuẩn bị ra hệ hệ ếch nha. 2 phút. Cái thằng bé Nin mà nó comment đó là nó là thằng Min Chun đó, chị nhớ thằng Min Chun mà cái đợt mà em live stream ở trên YouTube không mà nó kêu là mẹ hay lanh mẹ hay lành đó, đó là thằng Min Chun, chị nhớ nó chưa, nó đó là cái thằng bé Nin nó đang comment đó, là thằng Min Chun ngày xưa nó kêu chị bằng mẹ mẹ đó, đó là nó đó, ok chưa, là ngày 6 tháng 6 này nó đi lấy chồng, trời đất ơi. Xét đánh ngang tay luôn. Anh có bao nhiêu con bot vậy? Thôi bây giờ bot mấy đứa đừng có quan tâm. Mấy đứa chỉ cần gửi tiền phúc đi. Gửi tiền phúc đi. Mấy đứa chỉ cần quan tâm hơn mấy cái con bot mà 5k rim thôi. Chứ mấy cái con bot mà bình thường đừng có quan tâm. Nếu mà đã quan tâm rồi thì phải quan tâm cho tới bến nhà rồng luôn. Là những cái con bot 5k rim mới quan tâm được. Ok. No more, no more nè, no more vậy. Nó farm đồ ăn, chị gửi gì chị gửi lúa cho kìa. Anh Phúc đi đi chục cây vàng. Thôi mẹ về Việt Nam đi đám đi. Minh Chun ơi, Chun ở đâu Minh Chun? Minh Chun mẹ ở đâu tao quên rồi Minh Chun ơi. Hệ tiếp theo là hệ F theo bảng chữ cái á. Sai rồi, hệ S. S. Hệ S nha mấy đứa. Hệ S có nghĩa là biết gì không? Super. Nó sẽ ra là Super. Nó ra là huyền thoại rồi nè phải không? Rồi nó ra Divine là thằng thánh nè phải không? Rồi nó ra tới gì? Tới tới A là cổ đại nè, rồi nó ra Raimo là hệ B là nguyên thủy nè, rồi nó ra tới T là bảo chúa nè, rồi nó ra tới S cấp S là super đó mấy đứa, là siêu đó Superman đó. Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi tới đó là mong muốn về, tại vì ở đó nó bán đồ quá mắc mấy đứa ơi. Cần Thơ nó chém lắm. Khó thế cũng nghĩ ra bái phục chứ làm sao, chứ làm sao nữa. Mugat đã trở lại hả? Thôi đánh lâu quá chúng ta tiến vào đi mở chút xíu đi, quên nữa, đi mở xíu rồi tích vé nha, tích vé để ngày mai mở tiếp nè. Rồi bây giờ mong là sẽ ra nha. Game hút đúng rồi bé Win ơi, game nó vậy đó hả bé Win ơi, nó dữ lắm. Một vé, một bình và 20. Cái bình này nè mấy đứa, cái bình Fury này nè, nó ngon hơn vé nha. Bởi vì là mấy đứa cứ chọn cái bình Fury này đi. Bình Fury này nó ngon lắm á.
Rồi tiếp tục. Cái enchant ra lần làm sao để enchant là sao ta? Tăng sao quá hả? Ủa gì vậy thầy? 40 3 vé. 40 token này nó cũng ngon lắm nè. 40 token thì nó ngon, bởi vì là 40 token thì mấy đứa lấy token nhiều thì càng tốt nha. Ok. Đừng nghe lời thầy nếu muốn lấy không. Bài này cũ rồi thầy, bài gì trời. Bài gì dạ? 5 vé nè, 2 vé đầu gồng xanh này là VIP nè. 2 vé này là dữ dội luôn đó. Bảy mươi lăm kìa. Thầy có thôi ngay đi không? Thầy có skill nói xạo hoài. Nói gì nói xài hoài hả? Sao thầy không lấy? Hết một tuần mà có 140 mảnh đi theo còn được, 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 được. Thì mấy đứa cứ bình quân đi. Một tuần chúng ta là 140 đúng không? Hai tuần là 280 đó, 280 còn hai tuần cuối 280 là mấy đứa được 560 dư sức luôn, 560 dư sức, còn dư được 60 mảnh. Đành đợi này em tiêu đờm rồi là gì? Có cách nào sell lại cho gái bị gái dụ 129 cành? Trời ơi, bị gái dụ 129 cành mà bay mấy cái con mà liver 50 trăm gì đó phải không? Mấy đứa bị cái kiểu đó là gòi banh luôn, banh đội hình lệch hết luôn. Ba rim rồi, thanh kiều bé mèo luôn. Ồ, bé mèo đen xuất hiện là có kem ăn nha. Thanh kiều 4 cái kem của bé mèo luôn. Mới lên coi kênh Marem chỉ chơi rít lụm 5 rương thôi mà. Mai mà có con đi theo thì nó sẽ cho con gì tiếp theo phút? Hết rồi chị, đi theo hết trơn luôn, đi theo cũng nguyên tháng nha. Là có ý nói là trong tháng chị có thể lấy được hai con đi theo, ba con đi theo luôn đó. Là vậy đó. Nó chỉ cho đi theo thôi. 100 là 50 mảnh thì 1k, đúng rồi, 1k thì lụm 1t. 150 mảnh 1k chúng ta lụm 1t mà. Đi theo là con nào thầy? Ủa đi, cái gì tới giờ đi theo là con trong đây nè em, nè đi theo nè. Đây đi theo của test nè. Đó đi theo của test đó. Ôi 408 mảnh dữ ta. Hay dạ 408 luôn. Ôi thầy mới có 384 rồi mấy đứa ơi, 384 mà sự kiện này ai lười lười cũng lấy ba con à. Đừng quan tâm thầy nữa, chỉ em cách đi git chị. À em 400 mảnh rồi. Dữ. Chưa có tơi thì nên lấy tơi lửa hay tơi voi? Voi, voi. Gặp voi là quất vô liền. Gặp voi là quất liền nha. Yeah, có hai cái sushi ăn kìa. Ôi ba sushi, ba sushi. Thanh kìa bé mèo luôn, có sushi ăn. Hai con không biết nổi không. Ôi mấy đứa là có con đi theo chắc ăn rồi. Bây giờ để làm gì ta? Ơi để hỏi mấy anh em coi cái này là có ngon không vậy? Ôi mèo đen một cái bánh kem. Nè, cái này nè mấy đứa. Gái nó sell kiểu này nè. 300 mà một cái g như vậy là có ok không? Không biết tên đã floor rồi, Thanh Kiều không biết tên đã floor luôn nè. Đó. Một cái g mà 300 gim. Một cái CG nha. Em mới bay nè. Em mới bay hả? Bé Quân mới bay luôn hả? Bé Quân mới bay luôn hả ta? Để coi anh bị thiếu sao, để chưa để anh coi anh thiếu C làm sao. C của anh hiện tại là anh muốn cho lên một cái ạc nữa. Đây hiện tại ạc của anh để coi. Thiếu dữ. Cái won mới lên rồi. Bây giờ còn cái ạc.
Nhưng mà để coi gồng nó sắp như thế nào rồi đây nè. Thôi đừng. Chưa, để coi. 1 cặp, 2 cặp, 3 cặp, 4 cặp, 5 cặp, 6 cặp, 7 cặp. 7 cặp với ở đây một một cặp là 8 cặp. Được 8 cặp quan ạc rồi. 8 cặp quan ạc với lại một cái ạc lẻ của con Molim ở đây là 9. Được 9 cái ạc. 9 cái ạc và 8 cái quan. 9 ạc 8 quan hết ta. Vậy là còn thiếu một cái quan. Còn thiếu một cái quan nữa mới được một cặp. Mới được một cặp thứ 9 nha, còn thiếu quan. Quan thiếu dữ ta. Lên cặp gì quan lời cho quách. Muốn lên lắm nhưng mà không nổi. Đã cố gắng hết sức. Đã cố gắng hết sức và đành từ bỏ. Còn thiếu một cái won nữa ta. Won ở đây hai. Won nhiều quá. À thì có rồi, còn thiếu won. Nhìn mấy con TAD của thầy mà ham. Từ từ mấy em cũng sẽ có hết thôi, đừng lo lắng. Mấy cái si này em xù khu ghê. Qua sự kiện T này là tới sự kiện gì nữa? Qua sự kiện T này hả? Qua sự kiện T này sẽ trở lại sự kiện D mini nha. D mini và sự kiện B. Đó, D mini và sự kiện B sẽ đi chung với nhau. Rồi xong D mini với B là chúng ta sẽ tới sự kiện A. Sự kiện A VIP nha mấy anh em. Đợt A này là mấy đứa nghĩ nó sẽ ra cái con cũ hay là nó sẽ ra con mới nữa nè. Nó lờ mờ nó sẽ ra một cái con chùm mới. Con chùm mới nhưng mà sẽ có nguyên tố của cái con chùm cũ. Mà không biết là nó sẽ ra đợt mới ra nước phun, mới ra chùm nước phun. Giờ là nó sẽ ra chùm gì để không biết nữa. Chạy sự kiện A để lấy chùm. Sự kiện A lấy chùm là toàn là lấy free không đó mấy đứa, đâu có cần là NAB đâu sự kiện A. Sự kiện A lấy chùm là lấy là anh lấy free nè. Đâu NAB gì đâu. Kế là chùm like. Ai có thể chùm like nha, tại vì nó đang sell cái con chùm like nè. Đó nó đang sell con chùm like, vậy là tức nghĩa là nó đã có được cái bản thiết kế của con chùm like mới rồi đó mấy đứa. Nó chuẩn bị tung demo con chùm like mới bây giờ đi nè. Nó có bản thiết kế con chùm like mới rồi đó mấy đứa ơi. Dễ không thầy, dễ mà, sự kiện A toàn cà chai không lấy được chùm luôn á. Thầy cho em xem chùm của các hệ đi. 100% là chùm lai nha, do lửa thép nước lai. 100% luôn rồi đó hả Thịnh? Chốt kèo dữ rồi, chốt kèo sớm dữ tời. Chốt chốt kèo sớm cỡ mấy tháng luôn nha. Tôi coi thầy mấy năm rồi và mỗi lần chơi sự kiện A thầy đều ơi có bay bát đâu. Cỡ này nghỉ bay rồi nghe, nói sai rồi đó nghe. Lâu dữ lắm rồi không có bay luôn á. Hết bay luôn rồi, nghỉ bay rồi. Bỏ bay luôn. Ủa cái gì vậy? Ai comment gì tùm lum chân trời. Newbie. Cái gì vậy? Tại đi bé xem comment gì tùm lum hết trơn à, xì ban dữ hả? Khoáng câu hài vậy ông cô. Cái này là thầy bỏ bát lâu lắm rồi đó, nói cho mấy đứa biết. Thầy nghĩ NAB đúng rồi, nghĩ NAB lâu lắm luôn rồi. Nè mấy đứa nhìn theo cái con le dành của thầy là mấy đứa biết là bỏ bao nhiêu bát nè, mấy đứa nhìn là biết à. Bây giờ chúng ta vô nhà của thằng Trang cho mấy đứa xem nha, lại coi nè anh bỏ bao nhiêu con bát nè. Là mấy đứa biết biết bao nhiêu tuần á. Bây giờ hiện tại chúng ta là đang bát mùa thứ 46 rồi đó, tức nghĩa là đã 46 tháng rồi đó. 46 tháng mà như anh nhớ là anh cũng đã bỏ hai mươi mấy tháng rồi. Anh nợ bơi bát được hai mấy tháng rồi vậy đó. Cũng bỏ lâu lắm luôn rồi. Nên hết nợ bơi. Ừ hết nợ bơi luôn. Game này phải đầu.
tư có chủ đích nha. Em thắc mắc là chơi 8 năm rồi mà không biết si cấp L anh. mày nói cũng vừa vừa phải phải thôi, chung kiên sao mà nói trên đầu tao dữ vậy? Ý mày nói tao dở chơi ngu tới giờ chưa có si L. Nói vừa vừa phải phải thôi trời ơi. Biết sao giờ đây dở, biết sao giờ. Biết em là ai không? Bé Đạt chứ ai. Bé Đạt chứ ai, lụm e nên lụm cái nên. 2K1 đó là thấy ngon đó em. 2K1 đó ngon đó. Chỉ có 379 cành thôi mà lấy 2K1 game. Mấy đứa ơi, nó ngon bá cháy luôn. Trong khi nè mấy đứa coi nè, cái con này nè. Nè. Đó, khi mà nó sale là nó sale 29 cành. Đó 1219 là sẽ là 8800. Chạy ra là bây giờ cho nó lên là 129 thành 130 là 2260 là mới được là 1K6. Của em 399 hả? Rồi hello bé chín luôn. Hello bé chín võ luôn. Bé Đạt Long, cái gì Đạt Long gì? À, được trúng một con sò 79k là full sự kiện cô S anh ạ. Kỳ này chị cà chay. Kỳ này là chị cà chay hả chị? Ủa còn chặn đánh luôn rồi. Ngày xưa em thấy con Poseidon người ta chơi nhiều á thầy. Bây giờ Poseidon cũng qua một bên luôn. Mà Poseidon chơi cũng được, tại vì nó có nước nha. Nếu anh em nào mà có Poseidon á, trước thì kỹ năng thì bình thường năng cũng được mà. Team không D không A, chơi B T C U húp hết. Không D không A hả? Ôi mà nói gì chứ đa số bây giờ là cũng phải có năng D với A. Chứ nếu mà chơi cái team kiểu đó thì cái C nó cũng sẽ đứng ở đó hoài mà nó cũng không im. Tại vì cuối cùng mấy đứa cũng phải năng A với lại ADT à. Mấy con đó là cũng phải năng thôi. Còn mà mấy đứa mà cái dạng nhưng mà chỉ năng cái kiểu như Thịnh nói là đánh mà đánh chiên đanh á. Chiên về đanh luôn là C chỉ up lên tới U. Đánh gì được 3k mấy hả Thịnh? 3k mấy step hả? Sự kiện cô S em đâu có up ID vô cài. Đầu cuối sự kiện mới up đó. Cài xong sự kiện T này không chơi nữa, cứ đợi sự kiện vào thôi. Xong sự kiện T này là tới sự kiện D tiếp rồi đó chị. Tiếp tục nữa rồi đó, tới sự kiện D tới rồi đó. Quên nữa đi thu này coi. Mấy hệ ADT vì nó cũng khắc gần hết hệ ngoài mấy hệ ánh sáng ra á. Cài mệt đúng rồi. Đê gì vậy chưa biết. Chưa biết đê gì trở lại nữa mấy đứa. Chưa biết đê gì trở lại nữa nhưng mà mong nó sẽ ra Ultimate. Mà Ultimate không mấy đứa. Ultimate toàn là nó sell không à. Nó sell 3k mấy con Ultimate á. Tàu ngầm chỉ chọn 3 con level 10 cứ thế mà đánh. 3 con level 10 mà chỉ đánh cỡ đó đó. Shop xe won ạt ngon quá mà hết rim. Cũng đang phân vân. Nhưng mà thôi cũng không có đủ đâu bởi vì thầy cũng không có bay chi mất công. Tại ông bay luôn mấy đứa. Thấy bữa chị cho em xem không? Thấy rồi, chị có cho em xem rồi. Ơi bây giờ gái nó tặng cái quà hàng ngày đó mấy đứa. Giờ còn có 15k vàng không còn gì nữa chứ. Từ rút những cái VIP ra xuống còn mấy cái glitch kia bây giờ rút còn có 15k vàng thôi, nghỉ luôn mẹ. Nghỉ dẹp luôn. Anh biết shop nào? Không nghe bé Quý ơi, Quý Mai không biết nghe Quý Mai ơi. Anh không biết luôn.
một K8 BC là được một cặp E nha anh. Cặp E đâu, một K8 nhưng mà anh đâu có đủ đâu Thịnh ơi, anh còn thiếu một cái won nữa, bữa nãy anh mới điếm rồi, bữa nãy anh điếm cái won rồi, đâu rồi? Đây. Đủ rồi, quên, nó đủ đủ cái won luôn á, đủ cái won hai hả, sáu, còn thiếu một cái won này nè là sẽ được chín cặp á Thịnh, mình là thiếu một cái won là chín cặp. Thầy like thành công chưa? Like rồi, thành công rồi. Rồi Thanh Kỳ bé gồng tiên luôn, gồng tiên một cái bánh kem. Gồng tiên nè, nhìn gồng tiên giờ còn nhớ là cái vụ vé 326 vé uổng. Bỏ mất hai 326 vé. Cái này làm 300 rim là sẽ được hai cái won G, và nó chúng ta nó cho chúng ta là bay 3 lần nha, 3 lần là chạy ra là 6. 6 cái won G là sẽ được một cái như là 900 rim. 900 rim là mấy đứa được có một cái epic đó. Nhưng mà phải tốn thêm cái điểm C để up nữa. Một tuần được một con tê không thầy? Một tuần được được một con tê luôn nha, một tuần được một con tê nếu mà em chăm chăm như Phan Anh đó. Phan Anh nó được một tuần một con tê đó, nó được một tuần một con luôn, là đợt này là nó lấy bốn, nó lấy chùm á, đợt này lấy chùm á. Chỗ cái chỗ enchantment, enchantment đây, enchantment làm sao cho con rồng ấy, à ý nó là em muốn cho con rồng vô đây đó hả? Đây nè, con rồng vô đây á là nó sẽ đổi, cũng như là khi mà luyện quá em bỏ vô đây là luyện quá con rồng, là con rồng mất tiêu, nó sẽ trả đá cho chúng ta đó. Nhưng mà mấy đứa là phải có từ hai con trở lên mới bỏ rồng vô được nè. Giống như là mấy đứa thấy mấy cái chữ full set này không nè, thấy chữ full set không? Full set tức nghĩa là thầy đã có nhiều con, bởi vì là thầy có thể rồi. Cảm ơn chị Hai Lành luôn, một bó hoa, một bó hoa hay là một cái gì xinh tươi. Nguyễn Thái, Thanh Kiều, Nguyễn Thái đã follow kênh luôn. Hello thầy, đố thầy em là ai? Nguyễn Thái em là ai hả? Nguyễn Thái tự nhiên nói giờ không nhớ là đứa nào nè. Mấy đứa thấy chữ full set không, tức nghĩa là mấy đứa like từ hai con này, bởi vì nó dư ra một con là mấy đứa có thể bỏ vô luyện quá. Nhưng mà bỏ vô luyện quá tức nghĩa là con rồng nó mất đi mà chúng ta đổi đá tăng sao đó nè, đó dục con rồng vô đây đó, 23, một ngày sau là con rồng này nó biến mất rồi, nó trả đá tăng sao chúng ta thôi à. Mugat nè thầy, à Mugat hả? Cái này là ạc mới hả? Èo ơi, cái này nhiều đứa nhiều ạc. Tên thật đó, tên thật là Nguyễn Thái luôn hả? 11 ca tim rồi đó. Trả toàn bộ đá đã năng luôn á thầy. Ủa trả toàn bộ đá đã năng luôn là sao ta? Trả toàn bộ đá đã năng không có được em, tại vì khi mà nó chỉ bắt buộc chúng ta là có con rồng mà hai con trở lên đó là chúng ta chọn thôi. Chứ em tính là cũng như là em tính lấy mấy con mà em đã up rồi mà để cho nó luyện quá mấy con đó đó phone, hình như là không được cái gì á, hình như không được. Có chữ quy kìa thầy, là sao có chữ quy đọc làm sao? Nguyễn Quyền Thái hả? Nguyễn Quyền Thái hả em? Rồi Thanh Kiều bé Quân luôn, một bông hoa xinh tươi. Nguyễn Quốc Thái, Nguyễn Quốc Thái ok, tên đẹp nha, Quốc Thái Văn An. Phải chi bây giờ gái nó lỗi mở x10 starlet không thì đã không, mà bây giờ thử nha mấy đứa, có bây giờ muốn mở thử nha, mở thử coi 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 49 vé này sẽ làm ăn gì được không, hay là ngày mai đi, tao thôi thích ngày mai nhiều nhiều đi mấy đứa ơi. Ơi mở ít thấy hiu quá à. Mở ít thấy hiu quá mấy đứa, nhưng mà thôi bây giờ mở chín cái vé lẻ trước nè, bây giờ là mở chín cái vé lẻ trước nha.
Bởi chính cái vé lẻ này là sẽ có một cái X10 không mấy đứa? Mấy đứa thử đoán coi. Chính cái vé lẻ mà chúng ta mở ra được một cái X10. Em mở từng trước không nổi năm. Vậy mà mấy ngày nay thầy mở may mắn dữ cho mấy đứa. Mấy cái buổi live trước mở ngon ngon không á. À? X10 thử rồi, gái ơi, X10 gái ơi. X1 rồi. Gái X10 cho tôi phỏng không rồi nghe nè, coi nè. Chín cái nè sẽ ra một cái X10 nè, bây giờ còn 8 vé phải không? Mở nè, X10 lấy tôi phở nè. Lấy tôi phở nè, 1 2 3. Chưa 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 chưa, từ từ, cứ từ từ nha. Cứ từ từ nha. Cứ từ từ nghe, 1 2 3 gái ơi, 10 gái ơi. Trời ơi thấy yêu ơi. Nãy chị mở 3 vé được X5, im rồi, 3 vé X5 là quá trời may mắn. Khó lắm chị ơi, nó đổi nó fix tỷ lệ lại rồi. 10 10 10 10. Rồi rồi, thấy chớt rồi đó. Rồi. Sàn ơi, còn hai vé không ra nổi cái gì đâu mà không có một cái khai luôn, không được cái khai nữa mấy đứa. 1 2 3 4, chắc trước em mở 412 vé mà được có 446, ta lên mạnh. Đọc thằng chú, đọc lệnh đi thầy, đọc lệnh đọc gì thôi chết rồi. Không được rồi mấy đứa ơi, thôi để dành đi, để dành tiếp tục ngày mai mở luôn. 40 vé tới chắc cũng không được gì đâu. Có nên dùng 300. Rồi cảm ơn Siki. Siki tặng cái Victory. Siki tặng Victory. Nghĩ hả thầy? Không biết nói ngày mai có nên dùng 300 kim cương bay cái series, ý là em nói là em bay cái series hả em Tuấn? Trái tim series á ha, đúng rồi, cái có nên dùng không? Bây giờ hỏi anh em tiếp coi, anh em ơi bây giờ là mình có nên dùng cái này không, có nên dùng nếu mà 300 này đổi lấy hai cái nên không, nên phải không? Nên nên đó, bởi vì phải hỏi anh em trước mới được một tiếng coi có tính rồi có lời không. Có đó không bay hả chị, bay không? Không, cái này để mấy đứa nhỏ kìa nó đang tính nè, tại vì bay được hai cái 300 kim cương mà bay được hai cái G nha, tới hai cái lần đó, nên nó thầy game mà bay là cả, đúng rồi đó, tại vì tới hai cái G lận. Bữa hổm nó bay 500k. Bữa hổm á, bữa hổm nó bay 500k phải không mấy đứa? Bay 100k một cái epic. Hình như là một cái epic là bay bay 500k. Như là vậy á. Lên si em thì hả, tính R thì không. Ngon hơn là bay 5 series mà có khi không được, đúng rồi. Dùng dùng 399 á, mở 5 cái hòm series vàng á, nó không có ra cái gì cho gà chớp. Gà chớp lắm. Ba mươi sáu anh em kìa, giờ còn được có 36 anh em mà. Ok thôi bây giờ làm chiến xong cái arena này chắc ốp luôn nha anh em ơi, để bây giờ chiến arena, vừa chiến vừa nói chuyện nha. Tính thôi thầy đừng có ăn nhầm nha. Ăn nhầm thì ban nào luôn. Đó, người ta giờ này lên L rồi đó mấy đứa, giờ này người ta lên được CGL rồi đó, dữ dằn luôn, chơi 8 năm mà chả lên được đâu hết chứ. Dừng chân lại e biết hết tất cả, đánh đanh tiếp đi thầy, thôi làm biến đánh đanh quá, đanh để cho Thịnh đi, Thịnh nó hay chỗ này lắm, chủ nhật ở nhà chị dạy cho đi
đi garandit. Ok, chị chủ nhật dạy em. Chủ nhật chị dạy em đi gíp, ok luôn. Ngày mai thứ bảy rồi, ngày mai em làm ngày nữa, làm được ngày quên nữa. Chị ơi, chủ nhật đi đám đám giỗ rồi chị. Chủ nhật đi đám giỗ ngoại, cả nhà đi hết luôn. Em nè, Vĩnh Thông nè, mẹ nè, rồi vợ em với lại con đi luôn, Hiếu đi luôn. Ông ba chạy lên nữa. Đám giỗ ở ngoại em á. Dạy cái gì nữa mà dạy, Phan Anh cưng đi giỏi mà chưa dạy gì nữa, cưng đi cỡ đó mà mày còn đòi dạy gì nữa. Đó là NAB, bay C, bay C, bay bát liên tục. Phải biết cầu tiến chứ thầy. Ôi mấy đứa nhớ ngày hôm qua sinh nhật của anh không mấy đứa? Mấy đứa nhớ ngày hôm qua sinh nhật của anh mà được tặng quá trời luôn không? Tặng tùm lum hết trơn, nhưng mà mấy đứa biết kết thúc like là tổng được bao nhiêu không? Ngày hôm qua là nhớ là chị hay lành tặng tùm lum hết trơn, từ luôn dưới chân luôn. Nhưng mà kết thúc rồi á hả? Bất ngờ luôn, tưởng đâu cũng được nhiều lắm. Được có 2,46 à, có 2,46 mới đứa chưa được ba, chưa được ba nữa, nó bèo gì đó. Ừ đó, anh thấy tặng quá tặng luôn, mà cuối cùng hả lấy được có 2,46 à, chạy ra được có mấy chục ca, 60 ca về mấy đứa. Sinh nhật được 60 ca gì đó, 60 sáu mấy ca. Bèo thôi để đó. Top liền idol lại người ta nhiều chứ. Tóc tóc ăn hết trơn à. Ok, gán đánh lẹ cái này nữa cho ốp nha, tại vì cho mẹ vô vô vô. Còn có 36 anh em ta. Càng ngày mà không biết làm sao nó ta, cái kênh này đáng lý ra là phải được đề xuất nhiều lắm mới đúng, mà tao gái không đề xuất gì hết trơn, không biết làm sao mà gái nó vẫn còn bóp. Ủa lộn, tóc tóc chứ, tóc tóc nó không đề xuất gì hết trơn. Rồi bye bye chị, hẹn mai gặp lại nha, mai gặp lại chị ngủ ngon nha. Chị ngủ ngon đi, nhớ đi lẹ lẹ nha, nóng nực rồi còn cúp cúp điện muốn thở oxy, trời ơi tội nghiệp Putin luôn. Putin top top nó cắn dài thật, tặng 70 đúng rồi. Mà không hiểu sao mà nó cứ bóp tương tác cái kênh của thầy hoài, mấy đứa kỳ quá à. Mấy cái ngày đầu đời sức á, có đời sức một đống người xem luôn á, mà không hiểu sao tới thời điểm này sao mà chả thấy cái gì chứ. Là đi ngủ mất tiêu, mẹ hơi lành nghe 10 cây là đi ngủ mất tiêu gì vậy? À, con tơi voi em mới 34 mảnh với 304 kịp kịp. Trời ơi cái con đi theo 304 phôn, con đi theo 304 phôn. À, anh nói xe xe đi nhanh. À nói như vậy đó hả, là nó bóp hả, nói như vậy là bị bóp hả mấy đứa, cũng như nói là xe đi sẽ nhanh mà bị cái đó là bị nó sẽ bóp cái đó hả, bó tay luôn. Nó sale đã khoan hả, đổi đúng rồi, cái con voi á, con voi là mấy đứa ngưng lại nghe tuần sau hả, đổi nha mấy đứa, có bao nhiêu mình để dành đi tuần sau chúng ta hả đổi nha, đừng có đổi bây giờ nghe không được. Chắc toàn ai ai của top top mấy ngày nay, mấy mấy ngày đầy, mấy ngày đầy chắc toàn ai ai top top là sao, bé quyết nói gì vậy?
Ừ cái này quên ha, cái này like mà mất tiêu Nhật Linh luôn, nó biến đâu mất tiêu ta, mất tích nó luôn rồi Nhật Linh đó. Tới bữa nay mới nhớ là nó mấy bữa đầu mấy bữa đầu hả, sao màn nhiều điểm thôi không đánh mà đánh màn ít điểm đâu, đang coi mấy đứa đang coi đánh chặn nhiều điểm nè, nhiều điểm mới đánh nè, còn có 30 em người ta rồi tuột nữa rồi, gắng đánh lẹ cái này coi cho nó lên đanh coi, chắc toàn view ảo. Chắc vậy quá, view ảo của top top đó mà, top top nó có nguyên cái lực lượng hùng hồn ha, cái vụ mà view ảo với lại gì floor ảo á, floor ảo view ảo gái đầy chứ, ủa top top nó đầy luôn, nó dụ chúng ta bấm vào cái quảng cáo gì đó mấy đứa, bấm vô quảng cáo là thật ra toàn là người của nó không luôn, để nó cài cho mình đó. Quảng bá chứ lộn, chắc em lấy tên lửa lái thay cho con Apollo quá cũng được, kìa có si kìa, một cái si kìa, cặp si lợ kìa nè, quánh mấy chặng ha nè, cài lại ạc mới nó bèo kinh khủng, thôi chắc không bay officer series, thì mấy đứa suy nghĩ kỹ đi, có kỹ coi có nên bay không, có nên bay không nghe, cái này không có từ ngày đi làm mà không có thời gian mà like vlog luôn á mấy đứa, nhớ còn đó live vlog nấu ăn này kia nấu ơ gì vui, live vlog thì chứ cũng vui, vừa làm này vừa làm kia mà vừa nói chuyện, cỡ này chỉ còn có nước mà về cái live game không luôn rồi, đâu có rảnh đâu mà để live vlog nữa, giờ có được ngày chủ nhật này thì đi đám luôn rồi, chủ nhật là thầy đi đám giỗ mấy đứa tới tỉnh biên nha, ngày xưa thầy còn đi câu câu cá live stream đồ mà, ai Siri cùi thì nên bay, mở gương có khi không ra nổi một cái, đúng rồi Siri cùi nên bay là chính xác rồi đó, ngày xưa thì còn live đi câu cá live câu cá câu ơ gì, bây giờ thì thôi cấm đầu cho công ty sự kiện A em toàn gãy, sự kiện A là anh cài chay không có mấy đứa, sự kiện A thì sự kiện A nè, nó tựa tựa như cái sự kiện D của chúng ta gì đó, đó là sẽ bị mấy đứa đi sự kiện D là cái sổ phải không, thì cái sự kiện A thì mấy đứa sẽ đi chapter, đó là những cái nguyên tố, mấy đứa gãy nguyên tố là cũng không được. Ôi Thanh Kỳ bé nốt được ly cà phê nha, ly cà phê trước giờ G phải không ly cà phê trước giờ G, bữa nào like bắt hôi đi thầy. Bắt hôi hả, bắt hôi bây giờ đâu còn mà cái vụ mùa nước nữa đâu, bắt hôi ngày xưa kìa, ngày xưa mà ngày ở chỗ thầy mà còn dùm vụ không có làm vụ ba, mấy đứa không có làm vụ ba đi bắt hôi, còn bây giờ thì vụ ba hết trơn rồi, đâu có đi bắt hôi bắt gì đâu, rồi với bye với nốt luôn, mai gặp lại nha, anh cũng đánh gần xong rồi nè mấy đứa ơi, đánh coi được hạng mấy, đánh xong cái này chắc cũng mớp luôn á, giờ nó làm liên tục sao sao, đúng rồi bắt liên tục luôn mà, rồi với bé Thái nghe, trời đi nhiều dữ rồi, không sao còn có mấy chặng cuối nữa là xong rồi, đánh coi tới đâu luôn, bye bye bé Thái, bye bye Siki, ủa Siki ngủ luôn hả, lại ô lại nhậu được không để nghe, hay là nói từ nhậu được không chả chắc nói từ nhậu được mà, rồi thanh chị Siki luôn gg lái này mà nói từ nhậu không được nữa chắc rồi
Lai nhậu là qua YouTube, YouTuber tiếp. Qua YouTuber tiếp. Tê nó búp cái gì em quên rồi. Tê là mình dùng cái gì mà chưa, đợi xíu để coi tê. Ủa, chưa có để con tê gì nữa. Tê là dùng cái gì quên rồi mấy đứa. Cái khiêu của tê á, khiêu tê là sao nè, quên rồi. Ui rồi rồi, cái gì vậy? Gì còn có 27 anh em à. Đúng rồi, anh rách cơ bồ. Tèo ơi, anh rách cơ bồ mà quên hoài. Tê là anh rách cơ bồ nha. Em quên thầy cũng quên luôn. Ý là chơi hàng ngày luôn mà không nhớ nổi. Tê nó bút máu ảo. Còn tê Taret là làm tắt thôi. Rồi thanh kỳ vé gồng tiên luôn. Cây cỏ 4 lá 5 lá gì nữa à. Nhiều rồi. Èo ơi, đánh cỡ này mà còn hạng ba mấy nữa đó hả. Bó tay. Chắc một chút là nhờ thằng Thịnh nó chiến đanh tiếp thôi. Thịnh cái này biết rảnh nó chiến đanh chưa nữa. Mai có đi học không Thịnh? Rồi chừng nào mày thi Thịnh ơi. D với A nó bút gì ấy nhỉ? D là dùng mắt LED nha. Còn A là dùng mirror. Hai tuần nữa thi rồi hả? Thứ bảy chủ nhật ốp. Rồi luôn thứ bảy chủ nhật ốp là đi là học bài thi đó phải không? Học bài thi xỉn xỉn. Hổ anh A cũng mát. A là Miger mà. A là Miger hay là mắt LED? A là mắt LED nữa không? A là mắt LED tăng đam nữa đó. Cái quả táo liver mua hay cài là được. Cái quả táo đó, mấy đứa chỉ sử dụng khi là mấy đứa có con rồng 120. 120 sẽ lên được liver 121 nha. Đó, nó bắt buộc phải con rồng liver 120. Còn cái quả quả táo đó là bữa hổm gái nó bay với giá là 2,5 củ đó. Gái nó bay giá 2,5 củ, còn không thì mấy đứa sẽ cài cài ở trong cái gì? Cái milestone đó mấy đứa, cái totem á. Rồi thôi, bye bye và hẹn tất cả mấy em ở livestream ngày mai. Càng ngày càng ít người xem rồi, ban nào rồi mấy đứa buồn rồi. Rồi chúc tất cả mấy em ngủ ngon nha. See you again luôn. See you tomorrow. Em cài chai lấy quả táo để dành ăn quá ngon. Rồi Thanh Kiều Minh Chun luôn. Một bông hoa đầu tiên. Đây chính là bông hoa đầu tiên Minh Chun tặng thầy. Và cũng chắc là bông hoa cuối cùng rồi đó. Mày đi theo chồng rồi đó Minh Chun. Bye thầy em đánh Liên Quân. Rồi bye bye bé mèo luôn. Nói nó là bông hoa đầu tiên cũng như là bông hoa cuối cùng, cái nó làm mờ bóng. Rồi cảm ơn Minh Chú. Thôi ốp, nói vậy thôi vui vẻ mà quạo chứ đừng quạo nghe thầy lại việc cho.